Trên sông Giá. Bây giờ trời nó hãi gần hơi tối tối nay em đi sớm. Nó có 6 giờ. Đấy, mọi người đang chèo với thuyền. Có bác anh câu chuột mà mấy cá khủng đây nay lên. Đấy, chiều qua em có chụp bức ảnh đăng lên đấy. Anh em nhìn thấy đây cuối sông Giá mà nhìn thấy hoàng hôn ở kia đẹp tuyệt vời luôn nếu câu vào buổi chiều nhé. Nên em cầm tay nó rung quá nhỉ. Người ta đang chèo thuyền này. Rồi, bây giờ anh em đợi em buông cần nhé. Đây địa điểm đẹp luôn anh em ạ. Cá có hay không không cần biết nhưng mà ngồi đây đã thấy phê này, sáng sớm nhìn xuống chưa? Người ta chèo thuyền tí ở kia mình ngồi câu đây. Đấy. Phao quay nó cũng nét luôn đấy. Chứ zoom cũng thấy nét. Em đánh này cũng đánh gần bờ khoảng này chắc khoảng 12 mét. Phê chưa? Rồi cắm chân máy quay chờ cá, nếu có cá đến thì quay cho xem nhé. Rồi, buông xong con này ngồi chờ cá cắn nhá. Đấy, em đánh ở nục là chính này. Thêm con này vác thì có 3 lăng xê các bạn. Bao nhiêu, đầu vài lắm. Cần này, cần hai khúc đặc rất là nặng nhá. À, bao ăn bánh mì mềm nhá. Sáng thì vội quá chưa kịp ăn sáng, giờ ngồi nhai bánh mì đây. Mình nhai bánh mì, cá nó có nhai mồi không? Đẹp thế này mà cá cắn lại buồn nhỉ. Các cụ chúc em cầu may mắn đây. Nhiều bác ấy có cái thuyền đấy. Ông ấy thảo xa là cái em gần bờ để em chỉ quăng ngỏ ấy, nó không xa được. Bây giờ mà nội ra mà đi đi thảo cứ hết người rét lắm. Trời miền Bắc giờ đang rét. Chết. Úi ôi. Ui quá nhìn lúc quả chờ quả tí phao đẹp không? Này, dù phi con mà tí quả này á. Đáng tiếc quá nhỉ. Cứ tưởng cá to đấy. Làm là tim như nháy ra lồng ngực mất. Có bác mà có cái cảm giác nghe mới biết được. Vào tì quá đẹp thế mà. Đợt tới này mua mua cái lens zoom quay tì phao các bác xem nhé. Quả vô cùng đẹp luôn đấy. Con cá này cũng không cần đến nỗi phải cái kìm móc. Thế là đấy cần nục lên hàng đầu tiên anh em nhé. Đăng xe để bốn cái vẫn ba bốn cái vẫn đang ngồi chờ đây. À, lên là con rô phi đầu tiên xuống sẽ sốc này có cá là vui rồi. Cá là vui rồi. Bác nào mà đi đánh nục mà đã từng đánh ổ mà gặp được có cái quả phao như vậy đảm bảo có cái cảm giác như em. Tìm như khỏi nhảy khỏi lồng ngực ấy, có tì phát mà vui, cứ tưởng cá to phê. Chỉ bình thường chỉ cá to nó mới tì pha như vậy thôi. Này cứ tưởng hót quả. Mình ngay con đục phi. Cá bây giờ bắt đầu vào ấy. Em thả hồ nửa tiếng bây giờ cá bắt đầu vào rồi.
Thì em câu ổ luôn luôn, em bóp về cả mồi luôn ở trên trên lưỡi các bác nhé, rồi hiệu quả nó cao hơn, sướng thật. Đấy. Đi câu này cảm giác nó phê hơn rất nhiều so với mấy cần năng năng xê. Anh em nhìn mấy cần năng xê cứ đặt đá ngồi nhìn cái đầu cần buồn ngủ rồi. Đi câu nục lúc nào cũng phải tập trung cao này, mà nhìn cái cá nó thì phao là sướng lắm, cảm giác nó hồi hộp lắm. Câu đơn thì nhìn con cá nó nôi đi rồi, biết chắc ăn để giặt thì cảm giác nó cũng phê, nhưng mà nó bình thường lắm, nó không bằng nục đực. Nục đực mình chưa chưa biết là cá to hay cá bé hay giặt có được hay không ấy, nó 50 50 mà cảm giác nó mà đóng được cá này quên sầu đi. Hôm nay đúng mà cần nục này mà nó câu nhiều cá hơn ba cái cần lăng xê về bán luôn mấy cần lăng xê này, không để làm gì, cầm đi mệt lắm. Mà em nghi em thì sợ tí nó nhấc lên là nó mất lưỡi cơ, để ném ra cũng tương đối xa mà sợ nó có đá này. Zoom anh em xem phao nhé, nào đầu tư cái lens zoom nữa thì xem nó nét hơn. Này em mới dùng zoom kỹ thuật số thì nó không được nét bằng như zoom quang. Cái gì kia? Em có nhìn gì không? Ui, có con gì nó cay sủi bọt một vùng luôn kìa. Dã man luôn. Con gì dã man luôn. Em vừa thấy nó cày ở bên kia rồi. Bây giờ nó vòng qua đoạn này, ồ, nó vào năng xê mình còn chép 10 cân gì ấy. Dã man luôn đấy. Ồ, nó vào ổ mình ấy. Con này chắc nào phải chấm đen này cái con gì rồi. Nó sụp bùn mạnh như kia, dã man. Vừa thấy nó, em thấy nó cày bên đây. Giờ nó ra ra bạn này. Định mạnh ngay ra bay cái bác nhìn nhé. Bác nhìn cái nơi lưới thủ đã xuất hiện rồi. Mà đi gặp lưới anh đánh lưới không không sợ lắm, bằng nó vừa đánh lưới vừa kích nữa hay. Nọ em đi câu có pha buông cả lăng xê mới nục xuống trời nắng. Đi phải 10 cây ấy. Vừa ném xong thì bố con này nó thả lưới xong rồi nó kích điện xung quanh, mẹ bực ơi là bực. Thế là phải bỏ chỗ. Mình ở phương xa đến là cũng không dám lên tiếng. Quan trọng là cái ý thức rồi đúng không các bác? Nhưng mà em công nhận là có đấy cuốn cá to này. Cải mấy phát này. Nó là vào ổ mình ngon quá. Cầu sống mà tiện nên được con chép khoảng 3-4 cân này lần lần cuộc đời lên tiền này. Wow, đóng hàng anh em ơi. Này này, hôm nay chép đi ngủ hết rồi, đóng toàn thể loại này các bác biết đấy, xuyên bộ. Chép này đâu hết rồi mọi người ơi. Trời, đóng hôm nay bảo sao mà sống được. Đóng toàn loại này về chỉ cho chó ăn thôi. Bởi vì câu nục này về nó không sống, mình có thả thì bây giờ có thả thì nó không sống được. Dạo này mình xuất hiện toàn lại cá rô phi kiểu này nhỉ. Không phải rô phi ta hay rô phi gì ấy. Hugo. Hôm nay đóng toàn Hugo đây nha.
chó lại thêm một ông đánh lưới nữa. Nhờ nhìn nó bực không ấy. Kìa. Cá đồ ra mà mấy bố đánh lắm bây giờ. Đánh liên tục sợ thật đấy. Này bảo sao đi câu cứ món. Toàn lưới răng ấy kìa. Ở đây là có mình ngồi người ta bỏ nó sót cái chỗ này ấy, không thì chắc là buổi chiều ấy nó răng suốt. Chồng chán đời. Nơi nào cho các cần thủ sinh sống bây giờ. Cứ đi nặng nhìn phao bọc bảy cá không có. Chỗ này nó mát mẻ mà ngồi được nhưng nắng chắc cũng thổi về lâu. Cái cấu ngồi như thế này anh em ạ, ngày đánh lưới 2 lần thế này. Thì chồng chán đời. Nói chung là mình đi câu ấy, giải trí là chính thôi. Nhưng thôi là để mà nói được cá mang về nó meo lắm. Thỉnh thoảng có hôm được cá thôi. Nhưng giờ ta toàn đi kích mẹ ta đi đánh lưới kia thì cái đâu là cá nữa. Ngày đánh 2 lần thì anh em thấy từ sáng giờ mỗi ngày đánh 2 lần nhỉ, đúng không? Dã man. Thì cần lục bàn nó bọn này nó không có ý tứ gì, đang ngồi nó đến nó đập. Cái ông quân xã không thấy mình ngồi đây là ông ấy đi qua luôn, nó không ông nhường chỗ cho. Hay là gỡ người bực thật đấy. Nó chả hiểu hai kinh nhân to đùng không đi làm công việc gì kiếm tiền lại đánh lưới được bao tiền ngày mất chết đi. Quay phao bác xem nhé, đợi con nào được bây giờ em thấy nản nản này đấy. Sáng giờ gặp cái tình trạng này không ổn. Lên con Hugo có xem cho nó phê nè. Mới được vài một phi này họ thay quả mồi ấy còn đỏ đấy các bạn. Vừa thấy nó kịch kịch mấy cái nha, cái con nó giật nó hết mồi. Đấy, anh đang xề này cấu rất là tốn mồi mà chết rồi còn chết tiệt này. Mấy ông này vừa đánh là còn con cá to phết các bạn. Con gì nhỉ? Ủa ôi. Còn gì có nhỉ? Ui, phù phì bàn tay luôn đấy. Mình cầu toàn đôi vì con nick không có lúc gần tay sợi được của nó đấy. Quay qua xem hàng cáo thì nếu cáo lưới của cáo mình mà lên được 5-6 con như vậy là ngọt nước đấy. Vào nhanh sáng ông kia ông đi có được con nào đâu. Ủa ê. Ủa phát đẹp thế mà xì.
nhiêu cá không anh? Cũng vui vậy. Sao là hai phát này trượt nhỉ? Chính thức hôm nay là được vài con Rupi con đó cụ ạ. Là năng C hôm nay không được con nào, chỉ có mỗi nục mà được mấy con này. Nói chung là không nói điều gì bởi vì hôm nay chết không ăn mẹ nó động quá. Chắc không ăn nó động nên là cũng chưa biết là cần nào không cần nào. Chung là vác cái đống đấy thì mày rất là mệt nhé. Đấy, các bác nghe gì bây giờ người ta đang đập bùm 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 ấy. Cần này nó bằng gen xoắn rất là chắc. Cần này nó bằng cần phíp với các bác bây giờ từng cá này quên sầu đi. Hai khúc này luôn là phần bạo lực đấy. Ui chắc hút không ra. Chắc này xem xóa hai khúc bạo lực. Anh em nào có nhu cầu mình để lại anh nhé. Cần này cần thì rất còn mới luôn. Bát của nó bát xoắn này rất là chắc. Nói chung gần gần như mấy tình mới cầu có vài lần. Sâu anh em xem mấy con hàng ngày hôm nay cầu được mấy con. Giật nục được mấy con này. Giật nục được mấy con rô phi. May là nó vẫn còn sống này, thả đi được. Phóng sinh, mày gọi là phóng sinh. Đàn quá gặp mấy thằng này dưới. Thu đồ về thôi. Chào, hẹn gặp lại anh em kỳ sau nhé. Bởi hôm nay nó động quá, cá không cắn.